nước đang dâng lên, tôi sợ quá. Hãy vào trong và đóng chặt cửa cung điện lại. Kho gạo dự trữ đã bị ngập nước, đã bị ngập nước rồi. Hãy bắt tên pháp sư đó lại cho ta. Tất cả là tại ngươi. Bây giờ pháp sư đó đã khiến cho thần mưa nổi giận. Ta sẽ bắt hắn phải đền tội. Ngươi là ai? Sao pháp sư có thể làm các vị thần nổi giận mà ban bão lũ? Nếu người muốn biết thì đây. Các ngươi muốn bắt tay sao? Không dễ như vậy đâu. Thì ra mũi tên bắn rơi cái mũ của ta chính là ngươi. Hoàng tử, ngài là người rất tài giỏi, xứng đáng cưới con gái của ta. Không, ta không muốn cưới con gái của bà đâu. Tại sao ngươi không muốn cưới con gái của ta? Ngươi dám chê nó sao? Vậy thì ngươi phải trả giá cho thói kiêu hãnh của ngươi. Ta đem ngươi về hang để tổ chức lễ cưới với con gái của ta. Ta sẽ cho cả vương quốc này ngủ say. Người nào cứu ngươi ra khỏi chiếc hộp sắt này thì ngươi cũng quên luôn người đó. Vương quốc của ngươi mới được giải thoát khỏi lời nguyền của ta. Sau khi cầm chiếc hộp sắt có nhốt hoàng tử Ben, bà phù thủy còn ém bùa cả cung điện hy vọng sáng rực trở thành màu xám xịt. Tất cả mọi người trong vương quốc lần lượt chìm vào giấc ngủ sâu.